Xin chào các mẹ bầu, hôm nay mình sẽ giúp các mẹ chúng ta giải đáp thắc mắc là bà bầu chúng ta có dùng được dầu gió hay là không. Dầu gió, đây là cái loại tinh dầu rất là quen thuộc trong đời sống chúng ta rồi. Với tác dụng của nó là giúp chúng ta sảng khoái tinh thần hơn, giảm đau đầu, đau cơ, nhức mỏi này, hay là những cái vết ngứa và côn trùng cắn ấy, chúng ta hay sử dụng dầu gió đúng không? Vậy đối với phụ nữ giai đoạn mà mang thai thì sao? Chúng ta sử dụng này, hoặc là chúng ta ngửi nhờ mùi dầu gió vào cơ thể mình ấy, thì nó có ảnh hưởng gì hay là không? Thực ra đây là cái sản phẩm có rất là nhiều những cái tác dụng tốt, vị cay, tính mát, và thường là nó sẽ được đóng vào những cái chai lọ thủy tinh nhỏ, dạng nhỏ gọn và chúng ta có thể mang theo bên người. Màu sắc thì có thể là màu xanh lá này, là màu đỏ cam, màu nâu, màu trắng, đấy là tùy thôi. Và cái màu xanh lá là chúng ta sẽ thấy phổ biến nhất ở đây, ở Việt Nam mình. Và đối với phụ nữ mang thai, nếu mà chúng ta có cái thói quen là sử dụng bôi dầu gió, bôi xoa dầu gió ấy, để hay là ngửi, thì đấy là cái thói quen không tốt. Các mẹ chúng ta cần phải xem xét lại và chúng ta chỉnh đốn nhá. Ngay cả người bình thường, nếu mà lạm dụng dầu gió thường xuyên ý, và sử dụng cái sản phẩm này mà không đúng cách, cũng cần phải xem xét, cũng cần phải hạn chế thôi. Bởi vì nó sẽ gây cái hiện tượng nhờn thuốc này và gây một số những cái tác dụng phụ nữa. Với cái thành phần chủ yếu của các loại dầu gió ấy, thì thường là nó sẽ là các tinh dầu này, và chủ yếu là tinh dầu bạc hà và một số cái thành phần phụ khác. Vì thành phần phụ khác này nó sẽ tùy theo từng nhà sản xuất nữa. Và cái tinh dầu bạc hà ấy, thường là nó sẽ có menthol này hay là methylsalicylate này, thì đấy là hai cái chất có trong cái tinh dầu bạc hà. Ngoài ra nó sẽ có hoặc là khuynh diệp này, quế, tràm hay là long não, hương nhu hay là thông. Với những cái thành phần như thế này thì dầu gió nó sẽ không khuyến khích cho các bà bầu, mẹ bầu, phụ nữ mang thai sử dụng. Một số cái tinh dầu, cái thành phần như là long não này hay là cái tinh chất bạc hà ấy, nó có thể thẩm thấu qua da khi mà chúng ta bôi, thoa, xoa dầu gió lên da của mình ấy. Nó có thể truyền qua nhau thai và có gây những cái ảnh hưởng xấu đến thai nhi chúng ta nếu mà chúng ta lạm dụng. Có thể ảnh hưởng xấu gây về dị tật thai này, như là dọa sẩy đấy, sinh non, nên rất là tránh đối với bà bầu chúng ta. Rồi cái chất menthol trong dầu gió có thể gây cái ức chế hô hấp nữa. Cái tinh dầu bạc hà nó có nguy cơ là gây hiện tượng ức chế tuần hoàn máu, nó sẽ dẫn đến cái chứng là có thể là bị khó thở hay là suy hô hấp. Với những cái loại dầu gió mà chứa methyl salicylate thì bà bầu chúng ta cũng không nên sử dụng. Chúng ta phải xem cái thành phần của nó, có thành phần này thì các mẹ chúng ta không sử dụng, bởi vì nó sẽ có những cái tác hại gây ra những cái bệnh mà liên quan đến hệ hô hấp, gây cái hiện tượng là khô mũi ở mẹ, khô mũi khi ở những người mà sử dụng ấy, nên bà bầu chúng ta cần phải tránh. Ngoài ra dầu gió nó sẽ có những cái tác dụng phụ là tăng tiết mồ hôi này, khiến thân nhiệt hạ thấp, vì vậy nó sẽ không dùng cho những người là người mà bị lở ngứa, da mồ hôi, sốt cao, những người suy nhược, táo bón hay là huyết áp cao. Vậy các mẹ bầu mà chúng ta thuộc những cái nhóm người này là chúng ta cần phải tránh tuyệt đối, nhất là mẹ bầu mà chúng ta bị gầy yếu này, bị suy nhược, giảm cân, hay chúng ta bị táo bón ấy, là huyết áp cao, là cần phải tránh việc chúng ta sử dụng dầu gió trong thai kỳ của mình. Tóm lại, các mẹ bầu mang thai là chúng ta không nên sử dụng dầu gió trong suốt thai kỳ. Đó là cái cách mà chúng ta đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất. Còn trong trường hợp các mẹ chúng ta muốn sử dụng ấy, thì chúng ta cần phải xem cái thành phần này, xem nên có sự tham khảo tư vấn của bác sĩ. Và tương tự, việc chúng ta ngửi dầu gió, tức là ngửi dầu gió một cách thụ động ấy, không phải bôi thoa lên người chúng ta, mà có thể là từ người khác thụ động vào ấy. Ít thì không sao, nhưng mà nếu mà nhiều thường xuyên quá thì các mẹ chúng ta cần phải hạn chế. Chúng ta có thể nói với người xung quanh hay là người chúng ta tiếp xúc nhiều mà họ hay sử dụng dầu gió ấy, thì các mẹ chúng ta có thể ngỏ ý là mình đang mang thai, cần không dị ứng cái mùi này, hạn chế cái mùi này, thì chắc chắn là người ta cũng sẽ cảm thông và hạn chế việc là bôi dầu gió khi mà gần các mẹ bầu. Vậy thôi, hy vọng các mẹ chúng ta có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn nhé.